Nếu như các bạn đang tìm kiếm một chiếc tủ lạnh có đầy đủ những tính năng mới nhất, hiện đại nhất cùng với giá thành phải chăng và dung tích lớn thì hãy tìm ngay tới chiếc tủ lạnh Hitachi Inverter 510 lít FWK650PGV8 và hãy cùng Bảo Ngọc và MediaMart tìm hiểu xem chiếc tủ lạnh này có điểm gì đặc biệt nhé. Tủ lạnh có thiết kế 4 cửa sang trọng, bắt mắt với mặt gương đen huyền bí và đẳng cấp, hứa hẹn sẽ mang lại cho giàn bếp của gia đình một vẻ đẹp hiện đại hơn bao giờ hết. Hơn nữa, thiết kế 4 cánh mở rộng của tủ giúp tối ưu hóa không gian bảo quản, cho người dùng dễ dàng sắp xếp và quan sát thực phẩm bên trong. Tủ có dung tích là 510 lít cùng các khay kệ được bố trí thông minh, hứa hẹn sẽ là một lựa chọn lý tưởng cho gia đình 4 đến 6 thành viên hoặc gia đình ít thành viên nhưng có nhu cầu bảo quản nhiều thực phẩm. Các bạn thân mến, chiếc tủ lạnh của chúng ta có hệ thống quạt kép kết hợp với bộ đôi cảm biến thông minh. Điều này sẽ giúp làm lạnh độc lập và vô cùng hiệu quả. Hơn thế nữa thì sẽ giúp thực phẩm của chúng ta bảo quản được lâu hơn so với tủ lạnh thông thường, cũng như là khiến chúng không bị lẫn mùi vào với nhau. Mùi khó chịu của thực phẩm tỏa ra từ tủ lạnh luôn là điều ám ảnh trong mỗi lần mở cửa. Nhưng với màng lọc nano titanium của tủ lạnh Hitachi, vi khuẩn và nấm mốc gây mùi hôi sẽ được loại bỏ hiệu quả, trả lại không khí trong lành, sạch khuẩn cho thực phẩm. Ngoài ra thì tủ còn có thiết kế Fresh Select cho bạn chuyển đổi linh hoạt từ chế độ bảo quản thịt trứng sang chế độ bảo quản rau củ và ngược lại, giúp bạn có thêm không gian bảo quản phù hợp với nhu cầu sử dụng vô cùng tiện lợi. Với nhiều gia đình, khi mà chúng ta mua tủ lạnh to thường xuyên lo lắng liệu rằng có tiết kiệm điện năng hay không. Nhưng hãy yên tâm, với tủ lạnh Hitachi, nhờ sử dụng công nghệ inverter sẽ giúp khả năng của tủ lạnh làm việc rất êm ái, bền bỉ, giữ được nhiệt độ ở mức ổn định và đặc biệt là tiết kiệm điện năng cho gia đình. Bên cạnh inverter, cảm biến nhiệt eco cũng là một ưu điểm của tủ lạnh. Với cảm biến nhiệt eco, tủ lạnh có thể tự điều chỉnh công suất hoạt động nhằm đảm bảo nhiệt độ bên trong được cân bằng bên ngoài tủ, thói quen đóng mở tủ và lượng thực phẩm đang được bảo quản, có phần đảm bảo cho thực phẩm vẫn được làm lạnh tốt mà không lãng phí điện. Hiện tại sản phẩm đang được bán tại MediaMart với giá là 22.900.000 đồng, giá niêm yết là 24 triệu đồng. Ngoài ra, khi mua sản phẩm, quý khách hàng sẽ được tặng TV LED 32 inch trị giá 3.790.000 đồng, tặng một bộ ưu đãi mua hàng gia dụng Cố X trị giá 2.100.000 đồng, áp dụng từ ngày 1 tháng 5 tới hết ngày 31 tháng 5 năm 2021. Vừa rồi thì Bảo Ngọc đã giới thiệu tới quý vị những tính năng vô cùng vượt trội cùng với thiết kế sang trọng của chiếc tủ lạnh Hitachi Inverter 510 lít FWK650PGV8 này rồi phải không nào? Chắc chắn là một sự lựa chọn vô cùng hoàn hảo trong mùa hè nóng nực đúng không ạ? Và bây giờ thì nếu quý vị quan tâm tới sản phẩm của chúng tôi, hãy liên hệ trực tiếp tới website mediamart.vn, thế giới điện máy.com hoặc liên hệ tới hotline 1900 6788. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!